Chào các em, chào mừng các em đến với kênh Học tiếng Anh cùng cô Quế. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài học đầu tiên trong chương trình tiếng Anh lớp 4. Unit 1, Nice to see you again. Bài học số 1 có tên là Rất vui được gặp lại các bạn. Và hôm nay mình sẽ cùng học phần số 1 nhé, Lesson 1. Trong phần số 1 này thì mình sẽ cùng đến với các cách chào trong tiếng Anh. Và mình sẽ ôn lại một số mẫu câu mà trước đây trong chương trình tiếng lớp 3 chúng ta đã học rồi. Được chưa nào? Sau đó thì cô sẽ cùng các em mình sẽ cùng chép bài tập ở trong sách giáo khoa trang số 6 và số 7. Ok. So are you ready? Let's go. Và phần đầu tiên mình sẽ cùng ôn lại một chút nhá. Các em còn nhớ bài đầu tiên trong chương trình tiếng Anh lớp 3 mình đã học cách chào là gì không nhỉ? Có hai cách đúng không nào? Cách chào đầu tiên đó là hi. Xin chào, và cách thứ hai là hello. Hello. Và cả hai cái này đều có nghĩa là xin chào, nhưng mình sẽ chào hơi khác nhau một chút. Ví dụ khi các em mới gặp một ai đó lần đầu này, hay khi các em gặp một người lớn tuổi và mình muốn thể hiện là mình rất tôn trọng người đó, thì hãy chào với cách thứ hai này là hello. Hello. Được chưa nào? Còn giữa những người bạn bè thân thiết với nhau, hay là giữa những người thân trong gia đình với nhau, các em cảm thấy đủ thân thiết rồi, thì mình có thể chào một cách thân mật hơn, thân thiết hơn là hi. Hi. Các em nhớ nhá, nhớ cách dùng của hai cách chào này để mình gặp ai mình chào cho thật phù hợp. Bởi vì nếu như các em gặp một người rất là lạ mặt và đó lại còn là một người rất lớn tuổi nữa mà các em chào là hi thì sẽ bị coi là hơi khiếm nhã một chút đấy. Rồi bây giờ mình cùng chào lại nhá. Hai cách chào mà chúng ta đã học, thứ nhất cách chào thân mật là hi. Hi. Cách chào với những người lớn tuổi hơn mà mình thể hiện sự tôn trọng với họ là hello. Hello. Các em cùng lấy vở và bút viết ra để ghi lại phần từ mới, phiên âm và nghĩa của từ này xuống nhé. Rồi, đây là phần ôn lại thôi. Bây giờ mình cùng đến với bài học ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ học về cách chào tùy theo các buổi. Vậy thì mình sẽ dựa vào thời gian nhé. Ví dụ như các buổi sáng, chiều hay tối thì sẽ được chia dựa trên các khung thời gian. Giả sử như buổi sáng chẳng hạn, thì trong tiếng Anh thì họ sẽ phân biệt buổi sáng sẽ bắt đầu từ lúc mình bắt đầu dậy. Thường thì mọi người hay dậy vào lúc tầm 5, 6, 7 giờ gì đó vào buổi sáng đúng không nào? Thì buổi sáng sẽ bắt đầu từ lúc mình thức dậy cho đến 12 giờ trưa. Đấy gọi là buổi sáng. Và buổi sáng trong tiếng Anh sẽ dùng là morning. 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 Các em lưu ý nhé, từ này có hai âm tiết. Âm tiết đầu tiên là more. Mình sẽ cuộn lưỡi lại hết cỡ nhé. More. Morning. Buổi sáng. Và chúc ai đó một buổi sáng tốt lành thì từ tốt lành trong tiếng Anh sẽ dùng với từ good. Good. Chúc một buổi sáng tốt lành hay là chào buổi sáng chúng ta sẽ dùng với cụm từ good morning. Good morning. Good morning. Very good. Ok. Rồi bây giờ mình cùng chuyển đến các câu khác nhé. Các em hãy cùng vào tình huống sau. Bây giờ cô Hiền đang ở trong lớp này và các bạn nhỏ thì đang đứng lên để chào cô Hiền đúng không nào? Và cô Hiền sẽ chào cả lớp trước. Cô sẽ chào là cô chào cả lớp đúng không nào? Thì cô sẽ dùng là good morning class. Chào buổi sáng cả lớp. Các em lưu ý nhé, từ class có âm s, âm s ở cuối. Chúng ta sẽ kéo dài âm s ra. Hai răng mình chạm vào nhau và đẩy hơi ra giữa hai kẽ răng đúng không nào? Class. Class là cả lớp. Và đây cả lớp, nó không phải là lớp học đâu, mà ý chỉ là một lớp mà có các bạn học sinh ý. Được chưa nào? Nó khác với từ classroom mình từng học là một cái phòng học. Từ class sẽ chỉ là một lớp mà có các bạn học sinh. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cùng chào lại nhá. Các em hãy đóng vai là cô Hiền. Cô Hiền chào buổi sáng cả lớp sẽ là good morning class. Good morning class. Very good. Thế còn cả lớp sẽ chào lại cô Hiền thế nào nhỉ? Đúng rồi, chào buổi sáng cô Hiền. Các bạn sẽ chào là good morning Miss Hiền. Good morning, chào buổi sáng đúng không nào? Miss Hiền, cô Hiền. Và ở đây Miss Hiền, Miss ở đây dùng với danh xưng chỉ những người phụ nữ mà chưa kết hôn, chưa lập gia đình. Thế có nghĩa là Miss Hiền, cô Hiền ở đây là chưa lấy chồng, chưa kết hôn đúng không nào? Rồi, vậy thì mình sẽ cùng chào lại nhé. Chúng em chào buổi sáng cô Hiền thì mình sẽ chào là good morning Miss Hiền. Good morning, Miss Hien. Good job. Ok, next tiếp theo. Và sau đó thì cô Hiền có nói một câu là à, cô rất vui được gặp các em. Vậy thì ở trong chương trình học tiếng lớp 3 mình đã học câu này rồi đúng không nào? Mình có cả câu rất vui được gặp các em sẽ là nice to meet you. Nice nghĩa là rất là vui đúng không nào?
Nice, vui, tốt hay là đẹp, một cái gì đó mình khen là đẹp hay là thời tiết đẹp thì mình cũng dùng từ nice, và vui, tâm trạng vui vẻ hào hứng cũng dùng là nice. Đúng rồi. Rồi tiếp theo mình có từ meet, có nghĩa là gặp. Meet you, gặp bạn. Meet you. Meet có âm t ở cuối này, ghép với âm you, chúng ta sẽ ghép lại là meet you. Meet you. Và cả cụm từ rất vui được gặp các em sẽ là nice to meet you. Nice to meet you. Được chưa nào? Tuy nhiên trong bài học ngày hôm nay mình sẽ học thêm một cách nữa các em nhé. Thay vì dùng từ meet có nghĩa là gặp thì chúng ta có thể thay thế vào một từ khác, đó là từ nhìn. Nhìn thấy một cái gì đó hay gặp mặt ai mình cũng có thể dùng với từ see. See. Gặp bạn sẽ là see you. See you. Rất vui được gặp bạn. Nice to see you. Nice to see you. Rất vui được gặp bạn. Chúng ta cùng ghi lại mỗi câu này vào vở nhé. Và tiếp theo, buổi học ngày hôm nay là một buổi học mà các bạn được gặp lại cô Hiền sau một thời gian nghỉ hè. Bởi vì trước đó thì ở lớp 3 thì các bạn ấy cũng được cô Hiền dạy đúng nào, và lớp 4 thì cô Hiền lại quay lại dạy tiếng Anh lớp 4 cho các bạn nhỏ ở trong lớp này. Vậy nên cô Hiền sẽ chào là cô rất vui được gặp lại các em. Vậy thì mình sẽ thêm ở đằng sau cái câu này từ lại đúng nào, gặp lại thì nghĩa dùng với từ again. Again nghĩa là lặp lại hay là lại một cái gì đó. Ví dụ như là gặp lại thì nghĩa dùng là see you again, gặp lại các em. Để chưa nào? Và rất vui được gặp lại các em sẽ là nice to see you again. Nice to see you again. Nice to see you again. Rất vui được gặp lại các em. Chúng ta cùng ghi lại câu này xuống vở nhé. Ok, next one, tiếp theo. Và ngoài cách dùng là nice to see you again thì mình hoàn toàn có thể thêm cụm từ it's đó. Đó là viết tắt của it is đúng không nào? Đó là một niềm vui khi được gặp lại các em. Hay chúng ta có thể dịch lại là rất vui được gặp lại các em. Được chưa nào? Thì chúng ta dùng là nice to see you again hay là it's nice to see you again đều như nhau cả, đều cùng một nghĩa nhé. Các em thuận miệng dùng cách nào thì mình sẽ nói theo cách đó được không nào? Mình cùng nhắc lại. Cô cũng rất vui được gặp lại các em. Theo cách thứ nhất sẽ là nice to see you again. Very good. Và cách thứ hai, it's nice to see you again. Ok. Rồi bây giờ mình cùng chuyển đến với một thời gian khác nhé. Mình có buổi chiều. Buổi chiều theo lịch của phương Tây thì họ sẽ tính buổi chiều sẽ bắt đầu từ 12 giờ trưa cho đến 6 giờ. 6 giờ chiều, em nhìn nhá, từ 12 giờ cho đến 6 giờ. Vậy thì mình có từ 12 giờ là buổi trưa chính là từ noon. Noon là chính trưa, giữa buổi trưa đấy, 12 giờ trưa. Và after là sau, afternoon nghĩa là sau 12 giờ trưa, mình tính là một buổi chiều. Bây giờ mình cùng nhắc lại nhé, từ buổi chiều trong tiếng Anh sẽ là afternoon, afternoon. Và các em nhớ nhé, buổi chiều sẽ chỉ được tính đến 6 giờ thôi. Và sau 6 giờ sẽ là thành buổi tối rồi. Lát nữa mình sẽ học buổi tối được không nào? Bây giờ mình sẽ cùng vào ghép vào câu nhé. Chúc một buổi chiều tốt lành hay là chào buổi chiều sẽ là good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Rồi các em lưu ý một chút ở câu này. Từ good, cái âm D ở cuối các em bật âm D mạnh ra nhé. Good. Sau đó âm D này nó tự động nối với afternoon ở đằng sau. Good afternoon. Và cô không hề cố ý cố gắng nối mà chỉ là khi các em nói liền thành một hơi và mình bật hết các âm cuối ra thì nó tự động dính vào cái âm ở đằng sau. Rồi bây giờ mình cùng nói lại nhé. Từ tốt là good, bật hết âm D ra nhé. Tiếp theo, từ buổi chiều sẽ là afternoon. Afternoon. Các em nhớ nhé, ở đây afternoon đọc ngang như này này, không phải afternoon đâu mà là afternoon. Ok. Và cả cụm từ chào buổi chiều sẽ là good afternoon. Good afternoon. Very good. Các em cùng ghi lại câu này và cả phần phiên âm và nghĩa của nó xuống vở nhé. Rồi, tiếp theo bây giờ mình ôn tập thêm một số mẫu câu nữa mà chúng ta đã học ở trong bài đầu tiên của chương trình lớp 3. Nhưng mà ở bài này mình học nâng cấp hơn một chút xíu nhé. Chúng ta có câu hỏi, hỏi thăm sức khỏe của ai đó. Bạn có khỏe không? Mình hỏi là How are you? How are you? Bạn có khỏe không? Câu này quen thuộc với các em rồi đúng nào? Thông thường chúng ta trả lời là I'm fine, thanks. Hay là I'm fine, thank you.
Đúng không nào? Mình cùng nhắc lại câu này nhé. Từ tốt hay khỏe sẽ là fine. Tôi khỏe, mình khỏe. I'm fine. I'm fine. Mình khỏe. Cảm ơn bạn. Thanks. Thanks. Hoặc là thank you. Rồi. Mình có từ thank you cũng cũng dùng là cảm ơn như thế nào? Thank you. Và ngoài cách dùng là I'm fine, các em sẽ chỉ cần nói ngắn gọn là fine như thế này cũng được hiểu rồi. Mình cùng trả lời theo hai cách nhé. Mình cảm ơn bạn. Và mình nói là mình khỏe, cảm ơn bạn, mình sẽ nói là I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Hoặc là mình bỏ từ I'm đi, chỉ cần nói là fine, thank you là được rồi. Ok. Rồi và bây giờ trong buổi học ngày hôm nay của chúng ta thì ngoài từ fine nghĩa là khỏe ra, mình sẽ học thêm một từ khác cũng có nghĩa là khỏe nhé. Các em hãy cùng bắt đầu vào. Rồi mình sẽ có một từ khác cũng có nghĩa là khỏe này. Khỏe hay là tốt, chúng ta dùng cái từ well. Well. Mình cùng đánh vần từ này nhé. Từ này chúng ta sẽ có âm E và âm L, các em nối vào với nhau này. L. L. Miệng là chữ E, sau đó lưỡi đẩy chữ L lên. L. L. Được chưa nào? Tiếp theo mình ghép vào âm W. W. Âm V kép mình sẽ nói là W. W. Đưa môi ra phía trước rồi kéo về hai bên. W. W. Sau đó mình có cả từ well, well, được chưa nào? Khỏe và rất khỏe thì mình thêm từ very ở đằng trước. Very well, rất là khỏe, rất là tốt. Rồi, vậy thì mình sẽ có cả câu nhé. Em rất là khỏe, mình sẽ nói là I'm very well, thank you. Mình cùng nhắc lại nhé, mình rất là khỏe. I'm very well. Cảm ơn bạn, thank you. Và bây giờ mình cùng ghép vào ngữ cảnh nhé. Có cô Hiền và bạn bạn Nam đúng không nào? Cô Hiền và bạn Nam đang gặp nhau vào một buổi chiều và bạn Nam nhìn thấy cô Hiền nên bạn ấy đã chủ động cúi chào cô Hiền, vẫy tay chào cô Hiền nữa. Bạn ấy sẽ chào là Good afternoon, Miss Hiền. Em chào chào buổi chiều cô Hiền đúng không nào? Rồi hay là mình có thể dịch là chúc cô một buổi chiều tốt lành cô Hiền chẳng hạn. Mình cùng nhắc lại nhé. Good afternoon, Miss Hiền. Very good. Và tiếp theo, cô Hiền chào lại bạn Nam là Hi Nam. Bởi vì Nam là học sinh của cô Hiền, của lớp cô Hiền dạy, nên là cô sẽ chào bạn ấy một cách thân thương hơn, một cách dễ gần hơn, đó là dùng từ Hi thay vì cách dùng trang trọng là Hello đúng nào? Mình cùng chào theo cách của cô Hiền nhé. Chào Nam, cô chào Nam sẽ là Hi Nam, em có khỏe không? How are you? Em nhớ nhé, đây từ you nghĩa là bạn này hay là nghĩa là em này. Nói chung là đó là chỉ từ you dùng để chỉ cái người mà đang nói chuyện với các em ấy. Được chưa? Một người hay là nhiều người đang nói chuyện với các em thì mình đều dùng là you. Và ví dụ ở đây cô Hiền đang nói chuyện với bạn Nam thì cô Hiền xưng là I là tôi và gọi bạn Nam là you đúng nào? Và trong tiếng Việt thì danh xưng cô trò thì mình sẽ dịch là à em có khỏe không? Cô chào Nam em có khỏe không? Mình cùng chào lại nhé. Rồi, Hi Nam, how are you? Và Nam trả lời là em rất khỏe ạ, đúng nào? Very well, rất khỏe. Em rất khỏe. I'm very well. Em cảm ơn cô. Thank you. I'm very well. Thank you. Thế còn cô thì sao ạ? And you? And you? And you? Còn cô thì sao ạ? Và cô thì trả lời là cô cũng rất khỏe. I'm very well too. Và đây từ to có nghĩa là cũng. Mình rất khỏe là I'm very well. Còn mình cũng rất khỏe, I'm very well too. Để xem nào, các em cùng ghi lại các mẫu câu này xuống vở nhé. Và ngoài cách dùng này ra thì cô Hiền hoàn toàn có thể dùng theo cái cách mà vừa nãy chúng ta ôn tập lại, cách mà ở trong chương trình tiếng Anh lớp 3 chúng ta đã học, dùng cái từ fine, đúng không nào? Khỏe là tốt. Thì cô Hiền nói là ồ, cô khỏe, cảm ơn, fine, thanks. Rất là ngắn gọn đúng không nào? Nếu như em đang vội một cái gì đó và các em muốn trả lời ngắn gọn thì em hoàn toàn có thể dùng câu này. Thay vì nói cả câu là I'm very well, thank you thì mình có thể rút ngắn gọn lại là fine, cô khỏe và thanks, cảm ơn em đúng không nào? Ok, rồi bây giờ mình cùng đến với một thời gian khác nhé. Đó là buổi buổi tối trong tiếng Anh. Họ sẽ quyết định buổi tối là từ 6 giờ đúng không nào? Từ sau 6 giờ chiều cho đến trước khi ngủ được gọi là buổi tối. Trước khi ngủ tức là có thể tầm 10, 11 hay 12 giờ. Để trên nào thì gọi là một buổi tối. Còn còn sau buổi tối thì là buổi đêm. Lát nữa mình sẽ học buổi đêm nhé. Còn bây giờ mình sẽ cùng học buổi tối.
Từ buổi tối trong tiếng Anh sẽ là evening. 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 Từ này có hai âm tiết, các em cùng đánh vần cùng cô nhé. Âm tiết đầu tiên là eve. Eve. Ning. Ning. Evening. Buổi tối. Và chúc ai đó một buổi tối tốt lành hay là chào buổi tối, mình cũng sẽ có câu chúc câu tương tự. Good evening. Good evening. Good evening. Và tương tự như good afternoon vừa nãy thì giữa good và evening cũng có sự nối âm giữa âm d, âm d và âm i ở ngay đằng sau, đúng không nào? Bây giờ mình cùng nhắc lại nhé. Mẫu mẫu câu chào buổi tối sẽ là good evening. Very good. Tiếp theo mình sẽ đến với buổi đêm. Buổi đêm là lúc mà chúng ta thường đi ngủ, đúng không nào? Và thường buổi đêm, chính diện buổi đêm thì mình sẽ hay là vào khoảng 12 giờ. Thế thì từ buổi đêm trong tiếng Anh sẽ là từ night. Night. Và thường mình sẽ tính buổi đêm là cái lúc mà chúng ta bắt đầu đi ngủ. Thế thế nào, có bạn nào mà gọi là muộn quá tận 2 hay 3 giờ sáng mới ngủ thì quá là xa buổi đêm rồi, mình không tính được, không nào? Rồi vậy thì mình sẽ có từ buổi đêm trong tiếng Anh là night. Night. Và chúc ngủ ngon, đúng không nào? Chúc một buổi đêm tốt lành hay gọi là chúc ngủ ngon ấy, vì đối với mình lên giờ đi ngủ rồi mà. Chúng ta sẽ là có cụm từ good night. Good night. Và ở đây thì ba mẹ đang chúc bạn mai đi ngủ, đúng không nào? Chúc mai ngủ ngon, chúc con ngủ ngon. Bố mẹ bạn ấy sẽ nói là good night, chúc ngủ ngon. Các em cùng ghi mẫu câu này vào vở nhé. Và bây giờ mình đến với mẫu câu cuối cùng, mình cũng tập lại được không nào? Đó là mẫu câu chào tạm biệt. Chào tạm biệt thì mình sẽ dùng với từ goodbye hoặc là bye. Khá đơn giản, đúng không nào? Chúng ta đã học rồi. Và ngoài cách này ra, chúng ta có thể dùng một cách mà giữa các bạn bè với nhau hay dùng, ví dụ như là bye bye chẳng hạn. Rồi mình cùng ghi lại phần từ phiên âm của các từ đồng từ mới ngày hôm nay nhé. Và bài hôm nay ra khá đơn giản, đúng không nào? Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng chữa các bài ở trong sách giáo khoa nhé, trang số 6 và số 7. Các em hãy mở sách ra và sau đó mình sẽ cùng bắt đầu vào các phần đầu tiên. Phần đầu tiên mà chúng ta học đó là Lesson 1, Activity 1. Look, listen and repeat. Mình cùng lắng nghe audio, đúng nào? Sau đó nhìn vào các bức tranh và tập lại đọc nói đọc theo audio. Rồi bây giờ mình cũng bắt đầu nghe nhé. Lesson 1, Activity 1. Look, Em cùng nhìn listen, lên sách and của cô hiểu repeat. rõ nhé. A. Good morning, class. Good morning, Good class. morning, Miss Hien. Good morning, Miss Hien. B. Nice to see you again. Nice to see you again. C. How are you, Mai? How are you, I'm Mai? very well, thank you. And you? I'm very I'm very well, well, thank too. you. And you? Và cô Hiền nói là I'm very well too. Ok, và cuối cùng các em cùng nhìn nhá, các em đã nhận ra bức hình này đang mô tả tình huống gì chưa? Rồi bạn Nam đang vào muộn, đúng nào? Bạn ấy đến lớp muộn và gãi đầu xin lỗi cô Hiền và để xin phép cô cho vào lớp. Thì ở đây bạn Nam có chào là Good morning Miss Hiền, em chào cô Hiền ạ, đúng nào? Sorry nghĩa là gì nhỉ? Em xin lỗi. I'm late. Late có nghĩa là muộn. I'm late, em bị muộn học. Và cô Hiền nói là Yes, come in. Các em nhớ cụm này là gì không nhỉ? Đúng rồi, mời vào. Vâng, mời em vào. Rồi mình cùng nghe đoạn học thoại số 4 và cùng bắt chước theo nhé. D. Good morning, Miss Yen. Good morning, Miss Sorry I'm Yen. late. Sorry, I'm Yes, late. come in. Yes, come in. Page. Ok. Rồi bây giờ mình đã hoàn thành xong hoạt động số 1. Chúng ta cùng đến với hoạt động số 2 nhé. Activity 2. Point and say. Trong hoạt động số 2 này thì các em sẽ cần điền điền vào chỗ trống ở đây. Ví dụ ở đây là đoạn hội thoại giữa hai bạn, bạn Quân và bạn Mai đang đang chào nhau, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đóng vai vào các nhân vật trong các tình huống ở các bức tranh này và mình sẽ cùng chào chào những câu phù hợp nhé. Ví dụ ở đây các em cùng nhìn nào. Đây là Mai và cô Hiền, đúng không nào? Mình đang chào buổi sáng sẽ dùng là good morning. Tiếp theo, thầy Lộc và một bạn nhỏ và bạn học sinh đang gặp nhau vào đây là lúc mấy giờ nhỉ? À, lúc 3 giờ, và không thể nào là 3 giờ sáng được, đúng nào? 3 giờ sáng mình đang ngủ trên giường cơ. Vậy thì 3 giờ chiều, chào buổi chiều, mình sẽ dùng là Good afternoon. Very good.
Và tiếp theo ở câu C, các em cùng nhìn nhé, đây là mấy giờ nhỉ? Khoảng tầm 7 giờ tối đúng nào? Vậy thì mình có chào buổi tối. Good evening. Ok. Và ở bên dưới các em cùng nhìn nhé. Sẽ có một yêu cầu nữa này mà các em sẽ thực hành ở trên lớp. Greet your teachers in the classroom or at school. Greet có nghĩa là chào hỏi. Chào, các em sẽ chào các thầy cô ở trong trường của em hoặc là chào các thầy cô ở trong lớp của các em bằng những cái từ sau cho phù hợp. Good morning, good afternoon hay good evening. Tùy vào cái thời gian mà mình đang học buổi học đó đúng không nào? Thì bây giờ mình sẽ cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo nhé. Hoạt động số 3. Ok. D. Good evening. Page 7. Activity 3. Listen and tip. Hoạt động số 3 này thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe audio và sau đó tích vào cái bức tranh phù hợp được nhắc đến ở trong audio đúng không nào? Bây giờ mình cùng xem nhé. Bức tranh số, câu số 1 sẽ có 3 bức tranh A, B, C. Và mình sẽ cùng nhìn vào đồng hồ để xem các bức tranh này đã chỉ vào lúc mấy giờ được không nào? Đầu tiên các em cùng nhìn nhé. Cô Hiền và bạn Mai gặp nhau vào lúc mấy giờ nhỉ? 8 giờ đúng không nào? Và trời thì rất sáng. Đây là 8 giờ sáng rồi. Vậy thì hai cô chó lại chào nhau, chào buổi sáng là good morning. Tiếp theo ở cô B. Cô B bạn Nam đang chào cô Hiền đúng không nào? Và bây giờ là 3 giờ chiều, đúng rồi, không thể nào 3 giờ sáng được. Vậy thì mình có thể chào là good afternoon. Tiếp theo, em cùng nhìn nhá, vào bức tranh C này, bức tranh C. Ô, trời hơi bị tối rồi, phải bật đèn cho sáng hơn. Đồng hồ đang chỉ 7 giờ, vậy thì có thể bây giờ là đang là 7 giờ tối. Và hai cô trò có thể chào là good evening. Bây giờ các em sẽ cùng nghe xem audio nhắc đến bức tranh nào và nếu như đúng thì các em hãy tích chữ V vào bức tranh đó nhé. 1. Câu số 1. Good afternoon, Miss Yan. Hi, Nam. How are you? Okay. Good afternoon, Miss Yan. Đúng không nào? Hi, Nam. How are you? Vậy thì ở câu số 1, bức tranh B được nhắc tới đúng không nào? Các em tích vào bức tranh B nhé. Okay. Next, tiếp theo. Em có thể nhìn vào màn hình của cô cho to hơn được không nào? Rồi, mình sẽ đến với bức tranh số câu số 2, có 3 bức tranh tiếp theo này. Em cũng nhìn vào khoảng thời gian trên đồng hồ cũng như cái thời tiết xem là trời có nắng hay là trời có sáng hay tối thế nào nhá. Đầu tiên mình cùng nhìn vào bức tranh A nào. 8 giờ sáng đúng không nào? Không thể là 8 giờ tối được. Tiếp theo, bức tranh B, 3 giờ chiều đúng không nào? Cũng là 3 giờ chiều. Và bức tranh C cũng là 7 giờ. Cái này là có thể là 7 giờ chiều hoặc là 7 giờ tối. Nhưng mà trời có thể nhập nhọn này, có thể đây là 7 giờ tối, đúng không nào? Bây giờ mình cùng xem ở trong câu số 2 thì bức tranh nào nhắc tới nhé. I'm very well, thank you. Okay. And you? Fine, thanks. Rồi mình cùng đến câu số 2 nhé. Good morning, Mr. Luck. Good morning, Fong. It's nice to see you again. Nice to see you too. Bức tranh nào nhỉ? Rồi, good morning, Mr. Luck. Okay. Rồi các em nhìn thấy chưa nào? Bức tranh nào của mình được nhắc đến đấy nhỉ? Bức tranh A đúng không nào? Câu số 2, bức tranh A đang được nhắc đến. Thầy Lộc thì đang chào bạn học sinh của mình đúng không nào? Và đây là vào buổi sáng. Good morning, Mr. Lộc. Bạn đang chào thầy như thế. Thế thì mình sẽ tích vào câu A. Rồi tiếp theo, bây giờ mình cùng đến với câu số 3 nhé. Ở câu số 3 các em cùng nhìn vào các bức tranh này. Các bức tranh ở đây và ở đây sẽ là các em cùng thử nhìn nhé. Ở câu số 1 này, bạn Mai đang chào bố của bạn ấy và mình đang chào ra khỏi nhà và cắp sách đi học thì tức là mình đang chào tạm biệt bố đúng không nào? Chào tạm biệt thì mình có thể dùng là goodbye hoặc là bye, bye bye đúng không nào? Tiếp theo, ở trong bức tranh B thì các bạn học sinh này đang chào tạm biệt nhau đúng không nào? Kết thúc vừa học và mình đang ra về. Và ở bức tranh C có thể là đang chào buổi sáng, buổi chiều hoặc là đang chào tạm biệt cô Hiền, bạn Mai chào tạm biệt cô Hiền. Vậy thì bây giờ mình cùng lắng nghe xem bức tranh nào được nhắc đến ở câu số 3 nhé. Good morning, Fong. It's nice to see you again. Nice to see you too. Okay, bây giờ sang câu số 3 này. Goodbye, Daddy. Okay. Bye. See you soon. Goodbye, Daddy. Đúng nào, con chào bố. Vậy thì ở đây câu số rồi câu A, bức tranh A sẽ là đáp án chính xác ở câu số 3. Các em cùng tích vào bức tranh A nhé. Và bây giờ mình cùng đến với hoạt động số 4. Hoạt động số 4, look and write.
Ở hoạt động này thì mình sẽ điền các từ còn thiếu vào chỗ trống ở đây. À, ví dụ ở đây câu số 1, các em cùng nhìn nhá. Câu số 1 thì bạn Linda và cô Hiền này đang đứng chào nhau và ở cổng trường đang là 8 giờ đúng không nào? 8 giờ sáng. Nghĩa chào buổi sáng là good morning. Các em điền từ morning còn thiếu nhá. Tiếp theo, thầy Lộc và bạn Peter đúng không nào? Đang gặp nhau và bây giờ đang là 3 giờ chiều đúng không nào? Good afternoon, chào buổi chiều. Và cuối cùng, hai bạn Linda và Peter đang chào nhau ra về, sẽ là goodbye, cái điện từ bye vào đây nhá. Và cuối cùng mình sẽ cùng đến với hoạt động số 5, activity 5, let's sing. Trong bài hát này chúng ta sẽ hát bài hát có tên là Good Morning to You, chào buổi sáng. Các bạn nhỏ đang chào buổi sáng cô Hiền và cô Hiền chào buổi sáng các bạn nhỏ đúng không nào? Mình chỉ có hai từ mới, tôi xin lỗi một từ mới ở đây thôi, đó là từ children. Children có nghĩa là những đứa trẻ, thế chứ nào? Thì ở đây dear, có từ dear là nghĩa thân thương, thân mến, dear children ý chỉ là chào buổi sáng những đứa trẻ thân yêu của cô hay là những bạn nhỏ thân yêu, những em học sinh thân yêu của cô, thế chứ nào? Và bài hát này thì có nhạc dựa trên cái nền nhạc của bài hát Happy Birthday và nó khá là dễ hát thôi. Nên là các em sẽ cùng nhìn lên trên màn hình và cùng tập hát theo cô nhé. Page 7, Activity 5, Let's Sing. Okay. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, dear Miss Hien. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, dear children. Good morning to you. Good job, everyone. Rồi và các em ơi, chúng ta vừa hoàn thành xong bài số 1 phần lesson 1 rồi và buổi ngày hôm sau thì mình sẽ cùng học sang bài số 1 lesson 2 nhé, unit 1 lesson 2. Và các em sẽ chuẩn bị trước bài một chút xíu để hôm sau mình học được hiệu quả tốt nhất. Còn bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong những bài giảng lần sau. Goodbye, see you next time.